Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay tôi lại làm video, quay video để giới thiệu với các bạn một mẫu đồng hồ có mã là GST3B300E5ADR, vừa với cập bến tại hệ thống đồng hồ của chúng tôi. Vâng, đây là một mẫu đồng hồ có vỏ và carbon rất là long lanh luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đập hộp với nó xem nào nhé. Đây, chúng ta mở nắp hộp ra xem này. Đây là có một tua vít. Đây là sách hướng dẫn. Và đây là sách hướng dẫn của em đó này, hướng dẫn sử dụng. Và bây giờ ta sẽ vào sản phẩm chính. Rất là có mở. Và đây các bạn này, đây là một chiếc đồng hồ G-Shock. Bây giờ ta cùng nhau khám phá em nó xem nào nhé. Vâng, đây là trước mắt quý vị. Đây, trước mắt quý vị và các bạn là một mẫu đồng hồ GST. Các bạn xem này, bản phiên bản kim loại, cầm nặng trịch luôn, rất là đầm tay luôn, rất là đẹp. Đây các bạn này, cực kỳ đẹp luôn. Mặt số này rất là đẹp luôn. Đây là phiên bản Bluetooth các bạn nhé. Bluetooth này, năng lượng mặt trời, chống sốc này, kết nối với sắp phone này, đèn led này, giờ quốc tế này, và chống nước 200m. Về tính năng và chức năng của con này thì các bạn cũng biết rồi, là rất là đời, phải nói là đời rất là cao của thương hiệu G-Shock. Và đây, lúc này là đèn này các bạn này. Đấy, đèn siêu sáng luôn. Đấy, mặt nạp năng lượng mặt trời. Rất là chắc chắn luôn, cực kỳ đẹp luôn các bạn nhé. Cầm cho anh cái này. Đấy nhé. Bây giờ tôi sẽ đeo lên tay cho các bạn để xem thử nhé. Đây các bạn này, rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp, rất là khỏe luôn. Này, khóa này, khóa rất là đẹp luôn này. Mặt đáy đây, mặt đáy sản phẩm này có tem vàng của anh Khuê Sài Gòn. Các bạn mua đồng hồ mà không có cái tem vàng này thì đa số là sẽ là hàng sách tay hoặc là hàng nhái các bạn nhé. Này, mã của dây này, mã của dây đây. Ok, rất là đẹp. Mẫu đồng hồ này được tặng thêm hai cái dây các bạn ạ. Một là được tặng một cái dây nhựa rất là đẹp luôn. Đây, các bạn nếu không thích đeo dây kim loại các bạn có thể dùng cái vít này. Đây, dùng cái vít tặng kèm này. Tháo chốt ở trong này ra. Đây, các bạn nhìn thấy không? Trong này nó có một cái khe tháo đây. Đấy. Mình chỉ cần ấn một nhẹ vào cái là cái chốt nó sẽ bật ra và mình lắp một dây nhựa để vào. Đó. Còn nếu mà các bạn khi mà các bạn không thích dây nhựa nữa, các bạn muốn thay đổi. Đấy, thì các bạn có thể là lắp bộ dây dù để vào. Đây là bộ dây dù. Đấy, trong được lót màu da này. Một dây dù
Casio đây các bạn nhìn này, tặng kèm chính hãng, cực kỳ đẹp luôn, được xuất ở Nhật hết về hết các bạn nhé, chứ không phải là gia công của Việt Nam đâu. Việt Nam nào sao làm được cái dây này, tất cả đều của chỉ nhiều Nhật hết, cực kỳ đẹp luôn. Mẫu đồng hồ này thì có giá bán là 14.641.000, các bạn nếu mua online thì sẽ được giảm giá 10%. Đây các bạn này, rất tuyệt vời. Bây giờ tôi sẽ đeo lại cho các bạn nhìn lần nữa nhé. Đây các bạn, cực kỳ chất luôn, rất đầm tay luôn, cực kỳ đẹp, gần như không chê được điểm gì ở đây, từ cho thiết kế cho đến mẫu mã rồi là chất liệu cũng như là tính năng chức năng của nó. Đây, có định vị này, có con này thì không có định vị nhưng mà có vỏ kết hợp với carbon các bạn. Đây carbon này, vỏ carbon màu đen này. Đấy, viền benzen bằng thép không gỉ, thép này được CMC nhé các bạn nhé, chứ không phải đúc nhé, CMC đàng hoàng. Đấy, mặt thì là mặt năng lượng mặt trời. Đây tua chula này, kết nối bluetooth với điện thoại của các bạn, có rất nhiều cái tính năng chức năng rất hay ở đây và tuyệt vời luôn. Đây là thẻ bảo hành, đây đây là thẻ bảo hành chính hãng của G-Shock các bạn nhé, anh phê Sài Gòn phân phối đây. Đấy, rất là đẹp luôn. Và đây là cái một cái thẻ gọi là tôi mang ra để cho các bạn xem thôi, chứ nó không phải chính thức của cái sản phẩm này, nhưng nó là thẻ đồng hồ cho G-Shock. Còn đây ngoài ra thì sẽ có vỏ giấy này, mã sản phẩm đây ạ, mã sản phẩm này trùng với cái tag trên sản phẩm này nhé. Vâng, các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé. Bây giờ thì tôi cũng xin kết thúc video tại đây. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.